bây giờ mình sẽ làm một phần tiếp theo, đó là mình sẽ xức cái này lên các bạn. Cái này là cái hũ số 2 ha. Rồi sau khi mình dũa rồi mình sẽ xức cái hũ số 2 này lên. Đây là cái kem, y như vậy là kem làm cho nó giữ nếp vậy, cái kiểu như là cho nó thẳng đó các bạn, như giữ nếp á. Rồi mình sẽ xức cái này lên luôn ha. Rồi con lại dẫn chỗ bên nè. Nè, con dẫn bên đây. Dẫn gọn vô. Rồi mình sẽ xích nha các bạn, xích hết tốt luôn. Đó. Xích hết tóc như này luôn ha. Con chạy vô phòng Út á, trên cái bàn của thằng Bi á, Út lấy cho Út cái lược màu đỏ đi. Trong phòng Út á. Mẹ nói ai cho. Bi cho Út mượn. Chửi rồi nè, không có chửi đâu. Mới chửi. Hả? Mới chửi. Không có chửi nha. Út nói là đi vô ngủ thôi nha, không có chửi nha. Để trả bàn rồi. Thôi cho mượn đi chứ tự nhiên trả gì, tôi chưa làm xong mà trả gì. Dạ. Rồi con cầm gì mà Út miếng đi. Xúc hết cái này lên. Đó, cái này các bạn có thể xúc y như là xúc rất là bình thường thôi, nó không có cần phải quan trọng gì hết ha. Đó, chỉ xúc lên cái dạng cái này là dạng như cái kiểu như hấp dầu cái kiểu vậy đó, cho nên mình xúc rất là bình thường ha. Xúc hết luôn, xúc hết luôn cái hũ này, xong rồi sau đó mình sẽ lấy cái lược mình chảy cho nó thẳng ra. Mình cũng chỉ giữ cho nó thẳng thôi ha, giữ cho cụm tóc nó thẳng thôi, đừng có bị quăng quéo đó. Vậy là ok rồi ha. Đó, đây, lên cho Út mượn cái lược đi. Rồi, sau đó mình sẽ lấy cái lược đó mình chảy ra ha, cho nó thẳng ra luôn nha. Mình chảy nó đi khó khăn đây. Con quay đứng này ngồi. Rồi con bấm nút dừng lại giùm Út miếng đi. Út chảy xong Út nói ơi chứ tới không phải không đó, nút trên nút dừng á, biết nút dừng không, không phải nút tắt. À đúng rồi. Rồi và bây giờ là mình đã chảy tóc ra sẵn xong rồi các bạn. Thì cái này á, bây giờ á các bạn chỉ cần gì ta, các bạn chỉ cần đợi trong khoảng 15 đến là khoảng 20 hoặc là 30 phút tùy các bạn thôi. Thì cái này nó không có ảnh hưởng gì hết, nó chỉ giữ cho tóc mình nó thẳng thôi, chứ nó không có như là cái nước ban đầu mà nó bị nó làm cho nó giãn tóc ha, cho nên các bạn không cần lo lắng về thời gian ha. Thì nói chung là các bạn có thể làm gì làm, xong rồi chút nữa mình xả. Và cái này thì mình cũng chỉ xả nước thôi ha, mình cũng nếu mà mình thích thì mình xả thì một miếng dầu xả giống lúc nãy, chứ mình không có xài dầu xà bông ha. So this one you put cream on here after you wait 30 minutes or 20 minutes, so that's okay. You don't need to check again the hair.
you know. So after that, so you can washing hand with water, not shampoo, not anything. You can put some cream, lotion here. So that's okay if you don't put. So that's okay too, you know. Not like shampoo in hair, okay? Okay, và chào tạm biệt các bạn ha. See you later.